Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ảnh Chế. Như anh em đã biết, Venom là sinh vật ký sinh trùng ngoài hành tinh. Và có khi nào anh em thắc mắc, khi nó ký sinh lên các siêu anh hùng thì họ sẽ trở nên như thế nào? Sau đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em các biến thể đó. Xin mời anh em đón xem. Đây là diện mạo của Venom khi nó ký sinh lên người của Captain. Và giờ đây, đội trưởng Mỹ không còn là người da trắng nữa, mà đã là người da đen. Đây là Baby Groot khi bị Venom ký sinh lên cơ thể của mình. Ở dạng này thì Baby Groot được tặng kèm thêm 2 cây ăn thịt người. Bình thường thì Hulk đã siêu trâu bò và khỏe mạnh rồi. Bây giờ có thêm Venom ký sinh vào thì không biết anh ta sẽ khỏe đến mức độ nào đây. Đây là trạng thái của người sắc khi bị Venom ký sinh vào. Vé sắc này mà để lâu ngày thì chắc cũng sẽ trở thành vé chai mà thôi. Đây là hình dạng của người nhện khi bị Venom xâm chiếm. The Flash thì đã trở nên to con và lực lượng hơn khi ở dạng Venom. Tiếp theo là các trạng thái của người dơi khi bị Venom ký sinh lên cơ thể của mình. Bình thường thì Thanos đã không có đối thủ rồi. Bây giờ có thêm Venom ký sinh vào thì chắc là biệt đội Avengers không còn cơ hội để thắng hắn ta luôn. Đây là hình dạng của Venom khi ký sinh vào cơ thể của Deadpool. Doctor Strange giờ đã trở thành phù thủy hắc ám khi bị Venom ký sinh vào. Chiến binh Bảo Đen giờ trở nên đen hơn khi có Venom ký sinh lên cơ thể của mình. Khi Venom ký sinh trên cơ thể của Thor thì chúng ta gọi đây là vé thỏ. Khi Venom ký sinh lên cơ thể của Loki thì cây quyền trường của Loki cũng có răng và lưỡi luôn. Còn khi Venom ký sinh lên cơ thể của người sói thì chúng ta gọi đây là vé chó, hay tên đầy đủ là vé chó sói. Còn đây là hình dạng của Venom ký sinh lên cơ thể của Captain Marvel. Đây là hình dạng của Superman khi bị Venom bám vào. Đây là hình dạng của Cyclops khi bị Venom ký sinh lên cơ thể của mình. Khi Venom bám vào Joker, nụ cười của hắn ta trở nên man rợ hơn nhiều. Đây là trạng thái của Catwoman khi bị Venom ký sinh vào. Còn đây là vé rùa khi Venom ký sinh lên cơ thể của Ninja Rùa. Đây là diện mạo của Predator khi bị Venom bám vào. Đây là người nhện nữ ở một chiều không gian khác khi bị Venom ký sinh vào. Còn đây là vé cá khi Venom ký sinh trên cơ thể của người cá. Tiếp theo là Godzilla khi Venom ký sinh trên cơ thể của Godzilla. Còn đây là trạng thái của God Rider khi Venom ký sinh trên cơ thể của Ma Tốc Độ. Còn đây là trạng thái khi Venom chiếm hữu cơ thể của Thần Đen, biến ông ta trở thành Thần Đen. Đây là bộ dạng của Alien, một sinh vật ngoài hành tinh khi bị Venom ký sinh lên cơ thể của hắn. Còn đây là trạng thái của Vader, một nhân vật trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao